Thế còn chuyện của chị thì sao? Chị vẫn đang cố gắng đây. Chỉ hy vọng gương vỡ có thể lành. Sau khi chuyện đó xảy ra, anh Khang cũng để ý quan tâm đến chị hơn. Chắc là muốn bù đắp cho vợ. Anh ấy nhìn trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng là con người rất tình cảm. Thế còn... Chị không gặp lại cô ta. Nhưng... Chị lo là với tính cách như của Hằng, cô ta sẽ không buông tha cho anh Khang dễ dàng đâu. Vậy thì chị phải đề phòng nhé. Ừ. Anh. Anh này. Anh. Anh có biết đây là gì không? Viện có hai suất đi khảo sát thảm thực vật tại Hạ Long. Em xin mãi mới được cho hai đứa mình đấy. Em về phòng làm việc đi. Anh. Cuối tuần này chúng mình đi nhá. Anh bận việc khác rồi. Hay là lát nữa hai đứa mình đi ăn trưa? Em không thấy anh đang làm việc à? Đừng làm phiền anh nữa. Anh, mình đi ăn trưa đi. Anh có hẹn công việc rồi. Thế thì sau khi anh xong việc, chúng mình đi uống cà phê nhá. Lại ra quán cũ. Em không còn việc gì để làm nữa. Anh. Ra ngoài nhớ chốt cửa lại cho anh nhé. Anh, may quá, em đang định lên phòng anh. Mấy đứa bạn em mở cửa hàng quần áo, em mua cho anh mấy bộ đồ, anh thử xem có vừa không, không vừa thì còn đổi lại. Em đừng bày trò nữa. Em chào anh. Nếu em cứ cố chấp như thế này, anh sẽ chuyển công tác đấy. Là sao? Sao anh lại chuyển công tác? Ý anh muốn nói, chúng ta không bao giờ nên gặp nhau riêng nữa. Em hiểu chưa? Anh! Hôm nay vợ chồng mình đi ăn hải sản nhé. Ăn gì đơn giản cũng được mà. Ừ. Anh biết là em thích ăn hải sản mà. Đừng giả vờ nữa. Ôi kia, người ta nhìn. Đi. Chào chị. Anh Khang đâu? Anh ấy đến rồi, anh ấy tìm chị đấy. Thế à? Nhưng mà anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy đi họp rồi. Anh ấy bảo chị viết báo cáo về kết quả thí nghiệm thuốc kháng khuẩn lần trước đấy. Sao chị lại phải viết? Bình thường Liên vẫn viết những cái đó cơ mà. Em cũng không biết được. Mà hình như Liên sắp làm trợ lý cho anh Khang đấy. Cái gì? Ai bảo với em như thế? Liên nó bảo. Có quyết định rồi mà chị không được thông báo gì à? Anh Khang,
Tại sao em vào không gõ cửa? Em có chuyện cần nói với anh. Em chuẩn bị lại hồ sơ, tuần sau sẽ làm việc lại với em. Vâng, vậy em xin phép. Em chào chị ạ. Anh nói đi. Anh nhất quyết phải làm như thế với em à? Anh đã nói rõ với em tất cả rồi. Anh làm như vậy tốt hơn cho cả anh và em. Tốt cho em? Cả cái viện nghiên cứu này, ai cũng biết suốt mấy năm qua em làm trợ lý cho anh. Bây giờ anh thay cái Liên vào, mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? Về chuyện này thì em yên tâm. Anh đã chuẩn bị để chuyển em sang bộ phận thảo dược. Sang đó, em sẽ làm phó phòng. Quyết định của em đây. Dù sao, công việc này cũng phù hợp với chuyên môn của em hơn. Tôi không cần. Anh muốn dụ tôi một lần cho sạch, có phải không? Anh phải nói thế nào mới chịu hiểu đây? Trình đã bỏ qua tất cả cho em rồi, tại sao cứ cố chấp như thế? Nhưng mà em yêu anh, em cần anh. Anh Khang, em không cần gì hết. Em không cần danh phận. Không. Em chỉ cần anh thôi. Anh nghe em nói này, hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu? Em hứa với anh, em hứa với anh là Trinh sẽ không biết chuyện này. Anh đừng bỏ rơi em xin anh đây. Kìa. Em xin không. Anh. Nghe anh nói này. Anh rất quý mến em. Nhưng nếu là tình yêu, anh chỉ yêu một mình Trinh thôi. Thế thời gian quá, anh không yêu em một chút nào sao? Anh xin lỗi. Đừng nghĩ đến anh nữa. Sẽ có người khác tốt hơn anh đến về. Không. Em chỉ cần một mình anh thôi. Nếu như không có anh, em sẽ chết. Em sẽ chết thật đấy. Hằng. Em sẽ chết đây. Em sẽ chết đây. Em đừng nói lung tung như thế nữa. Em không nói lung tung. Em sẽ chết. Em sẽ chết cho anh xem. Hằng, bình tĩnh lại nào. Anh Khang. Anh Khang. Em xin Hằng, anh. Bình tĩnh đi nào. Đến khi nào ấy bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.